Một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ chồng yêu thương đậm nồng như dòng nước trong, đưa nguồn hạnh phúc muôn chung. Xin cho mặt trời sáng mãi lòng người, để mùa xuân đến từ vầng tim thủy chung. Đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời người cha gương mẫu, để đàn con kính xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ hiền mãi mãi trọn niềm, yêu chồng mến con, đem niềm vui lấp ưu phiền. Xin cho từng người suốt quãng đường đời lần theo chân Chúa, làm nguồn vui lứa đôi. Yeah.
ty sẽ về diễn và chị Anna về. Hôm nay anh được hiến chức làm thờ Chúa để được sống cuộc đời suốt đời trọng kiếp với nhau. Vì vậy trong những ngày này chúng ta nguyện xin cầu xin Chúa ban phước lành cho em chị luôn luôn được sống cuộc đời sống hôn nhân được hạnh phúc, được yêu thương và luôn trung thành với nhau đến trọn đời. Để thánh lễ chúng ta được Chúa chấp nhận để đến chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa ban phước lành cho chúng ta. Tôi vô nhân cầu Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần vì người. Yeah.
ngày hôm nay đặc biệt là Huệ lãnh nhận bí tích thần tổ để trở thành một người Kitô hữu. Để trở thành một người Kitô hữu, mình phải sống quyết tâm cái đời sống của mình bằng cách thực thi lời Chúa, từ bỏ những cái sự cám dỗ của ma quỷ, sống theo lời Chúa và luôn có một niềm tin mạnh. Lấy một người có đạo tương đối cái này đây, lấy một người vợ mới đạo mới được tội, có người mới đạo theo đó, mình lại càng phải nỗ lực làm gương hơn nhiều. Chính vì vậy cha luôn luôn dặn diễn đằng sau con phải sống nói gương, phải hai anh em đều lấy vợ rồi là đạo theo đấy, mà hai đứa cha không thấy đi lễ bây giờ, ít đi lễ, không thấy đi lễ bây giờ, gần ngày cưới vợ cũng chưa đi lễ. Đấy, cha những tình thương, cha giúp đỡ, chỉ như ở Việt Nam là cũng được cưới đâu. Đấy, nên là mình lấy vợ, vợ mình nó ngoại đạo, nó ngoại giá, nó mới theo đạo theo, mình là đạo cũ, mình phải sống làm gương, chứ không là hai đứa dẫn nhau rất xuống lỗi. Các bạn chịu khó sống tốt vào, chịu khó đi lễ mỗi tuần, sống yêu thương với vợ, sống trách nhiệm. Vậy thế đời sống hôn nhân của Công giáo đặc biệt là không được phép ly dị, đã là dạy kỹ để tâm lý còn phải học kỹ nữa. Và cái bản chất của hôn nhân đó phải là tình yêu, chúng con phải luôn luôn có tình yêu để tình yêu đó nó nuôi dưỡng cái đời sống gia đình của hai đứa chúng con. Rồi một ngày nào đó với chúng con cũng vậy, đứa thì về Việt Nam, đứa thì ở bên này, tình cảm vợ chồng xa nhau nếu không dùng cái tình yêu, cái liên kết mà cái tình yêu đó không được đặt nền tảng từ nơi cái tình yêu của Giêsu đối với hội thánh, thì cái tình yêu đó sẽ trở thành dễ bị sứt mẻ khi mỗi người một nơi. Vì vậy ra luôn ngày hôm nay ta cầu chúc và khuyên nhủ hai chúng con luôn luôn nhớ nuôi dưỡng cái tình yêu của mình, muốn nuôi dưỡng được cái tình yêu của chúng của hai đứa luôn luôn được vững mạnh, luôn luôn được tốt đẹp, thì chúng con phải luôn luôn biết cầu nguyện, siêng năng đi lễ, cầu nguyện sớm tối đọc kinh để xin Chúa ban ơn sức mạnh của Ngài luôn luôn gìn giữ và chúc phúc cho gia đình chúng con. Giờ đây cha sẽ thử hành bí tích của tôi, bí tích gia đình đạo cho chủ đề trước, sau đó cha sẽ chứng hôn cho chúng con. Con xin gì cùng hội thánh. Đức tin đem lại ân ích gì cho con? Đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Sự sống đời đời là con nhận biết Thiên Chúa là Chúa thật và đến Ngài xa đến là Đức Giêsu Kitô. Vì Ngài đã sống lại từ các chết, đã được Thiên Chúa đặt là nguồn mà sự sống và chúa tể muôn loài hữu hình và vô hình. Vậy sự sống ấy hôm nay con xin cùng với biết tích rửa tội, vì con đã biết Đức Kitô và muốn trở nên môn đệ của Người. Vậy để trở thành người Kitô hữu trước đây, con đã nghe lời Người và đã phục tùng dưới các răn của Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện dương. Còn chỉ nhận đỡ đầu cho thỉnh nhân này trước mặt Thiên Chúa, chỉ xét người này hôm nay có xứng đáng chấp nhận cho lãnh các bí tích gia nhập đạo Kitô giáo không? Anh chị em làm chứng cho các thỉnh sinh này, vậy chị có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tiếp tục giúp đỡ người này phụng sự Đức Kitô không? Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa cho những anh chị ở đây tìm Chúa và được gặp Chúa, kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, người chị em này đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Vậy giờ đây xin Chúa đã thương ban cho người này được hân hoan thấy ý định hoàn tất yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin những Kitô cho chúng con. Anh chị em thân mến, con xin hài quả. Chúng ta hãy nài quả khi có toàn năng thức đến. Chị này đây xin đã nhận bí tích rửa tội. Chính Người đã kêu gọi họ và dẫn họ tới giờ này, thì xin Người ban cho họ ánh sáng và sức mạnh để họ luôn nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của hội thánh.
Cũng xin Chúa Thánh Thần đến đời mới họ, vì là đến mà chúng ta thành thần xuống trên đất này. Từ bỏ tà thần và tuyên sự đức tin, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, con có từ bỏ tội lỗi không? Khỏi làm nô lệ tội lỗi, con có từ bỏ những khuyến rũ bất chính không? Con có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Tuyên sự đức tin, hay trên thân thế, con có tin kính Thiên Chúa là Cha còn đang đứng tạo thành trời đất không? Con có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha và là Chúa chúng con đã sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình thập giá, đã được sự mai táng và đã từ có chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Con có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Nội Thánh, Thánh Thiện, Công Giáo, tin là bầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin con tha tội, tin xác phạm sống lại và tin có sự sống đời đời không? Anna Huệ, Cha rửa con, nhân Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Chào áo trắng. Con đã trở thành tạo vật mới và mặc lấy chiếc y tô. Vậy con hãy nhìn lấy chiếc áo trắng này và hãy giữ nó tinh tuyển cho đến khi ra trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để ta anh để con được sống muôn đời. Chào đến sáng. Con đã trở nên ánh sáng trước Kitô. Vậy con hãy cố gắng sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, con xứng đáng lai men đón người với toàn thể các thánh trên trời. Đây, sau đây giờ sẽ ban bí tích nghi thức và ban bí tích thêm sức. Anh chị đã được tái sinh trong Đức Kitô, được trở nên chi thể và thành phần tư tế của người. Giờ đây con còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng con. Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ cuối tuần, thì chính các tông đồ và các đấng kế vị lại ban cho những người này được rửa tội. Vậy con lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa, để từ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, con làm chứng nhân về cuộc khổ đàn và phục sinh của người và trở nên chi thể hoạt động của Hội Thánh. Hãy xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Chúa Thánh cầu Thiên Chúa Cha toàn năng thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tạo này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho anh chị em này được nên vững mạnh và sức giàu, để anh chị em này nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh người chị em đây bởi nước và Thánh Thần khi đã có họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Thánh Thần đứng an ủi đến trong người chị em này, xin ban người chị em này thần trí khôn ngoan và thấu hiểu, thần trí lo điều và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người chị em này ơn kính sợ Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anna, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con.
Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu của các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Từ vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này và Chúa dùng bí đức đặc biệt làm cho các con được luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng các thánh tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh cho hỏi ý kiến các con, anh Vicente Diễn và chị Anna Huệ, các con có tự do và thực lòng đến đây chứ không bị áp buộc để kết hôn với nhau không? Trả lời to lên, chưa có. Mấy đứa trả lời to lên, người ta nghe nghe chứ. Khi trả lời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Bởi vậy, các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người. Quay qua. Tôi Vicente Diễn nhận em Anna Huệ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi tìm vợ cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như sức mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng theo mọi ngày suốt đời. Đời anh. Vicente Diễn và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh một ngày suốt đời tôi. Xin Thiên Chúa đã thương xác nhận sự ân thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh và xin Người đổ tràn đầy ân phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Sau đây cha làm phép nhận và nghi thức chào nhận cưới. Xin Thiên Chúa đã thường chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành. Bây giờ chúng ta hãy nghe lời và cầu nghe lời Ngài, rồi cầu nguyện của chúng ta dâng lên Ngài. Chúng con cầu xin tới Thánh Cha, các giáo mục và các linh mục khắp thế giới, hầu các Ngài biết hướng dẫn chúng con luôn vững tin vào Chúa và biết sống thương yêu Ngài. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Được mãi mãi thương yêu nhau và biết xây dựng gia đình theo gương Thánh Cha, cùng kiên trì vượt qua mọi thăng trầm trong đời sống lứa đôi. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta xin Chúa cho con buổi hộ cho cha chủ tế, cho cha mẹ hai bên, cho các anh chị em họ hàng bạn hữu,
và mọi người hiện diện nơi đây. Vì tình yêu thương và sự giúp đỡ cao quý của mọi người đã dành cho tôi cho cô. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa thương đến ông bà tổ tiên nội ngoại và thân bằng quý thuộc của chúng con đã lìa khỏi cõi đời này được tổ chức bất diệt trong nước Chúa. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đọc ban thật nhiều ơn tình yêu này cho đôi tân non là anh Vicente Diễn và chị Anna Huệ, cho gia đình họ và cho mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế chúng con lại xin Chúa chúng con thành thần Chúa thánh con yêu vua nơi đây này.
để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi từ thiên đường mình chiêu phó mình, người cầm tay bánh tạ ơn để ra và cho các con để mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là thịt này sẽ đi nộp vì các con. Cùng một tên từ ngày sau bữa ăn thôi, người cầm tay trên cùng ta ơn cho các con để mà thôi. Tất cả các con này nhận đây mà uống, vì này là chiếc máu vậy. Mau ra ơn tôi và tình cư sẽ lo ba cho các con và nhiều người được phát thôi. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Đây là tôi cho con xin nghỉ để đức tin tôi anh chúa xin cho con được anh được bình an.
Hôm nào tiếng hát bay cao
vẫn nhớ đến tình mẹ cha.